Sáng ngày 25 tháng 3 tại nhà văn hóa ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phiên chợ vùng biên cho phụ nữ dân tộc Khmer nơi đây. Đây là hoạt động thuộc chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong năm 2023. Với hình thức đi chợ mua hàng không tốn tiền, 100 phần quà đã được trao tới các phụ nữ dân tộc Khmer đang sinh sống tại ấp Tầm Phô. Mỗi phần quà chủ yếu là các nhu yếu phẩm thường ngày, nguồn hàng hóa do Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp xã Phan, huyện Dương Minh Châu tài trợ, tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Đây cũng là đơn vị nhiều năm liền đã luôn đồng hành cùng chương trình. Chương trình nhằm động viên phụ nữ khó khăn ở vùng biên vươn lên ổn định cuộc sống, cùng lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ gìn biên cương ngày càng vững chắc.